Miệt thứ vì cộng đồng. Xin giới thiệu với mọi người, đây là ngã năm ấp Danh Coi, xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và đây là miếu ông Hoàng. Cô tên gì vậy? Cô tên Thêm. Cô Thêm. Dạ. Hôm nay là mình nấu bao nhiêu suất cơm hả cô? Một lần đó thì nấu tới cỡ 400 suất, 400 hộp. Dạ. Mà bây giờ là chia ra hai đợt, mà bây giờ chắc bữa nay chắc cỡ 200. 200. Là mình cần một số tiền bao nhiêu để nấu được 200 suất đó hả cô? 200 suất này chắc số tiền chắc cũng phải khoảng 3 triệu. 3 triệu là cái số tiền này là mình được ủng hộ từ Mạnh Thường Quân hay như thế nào cô? Cũng như mới đây thì nói là cũng như ai đó ở trên nó có cho được 2 triệu. Rồi cũng như còn cái số kiếm như không đủ thì mấy cô ở đây đóng góp cho thêm. Dạ. Cũng như hôm nay nó cũng có quỹ được cho nhà dự bạc gì đó, người này cho người kia cho, người ta thấy mình bằng gì đây mà nó cũng thiết thực nó khác khác. Rồi cũng như ở shop đồ này kia rồi chị em ta cũng lại cho với mấy cái tiệm nè, bên Lê Nhanh rồi với bên tiệm bên đây, bên tiệm Dũng nè. Vậy là cô nhân dịp này cô phải gửi lời cảm ơn đến họ rồi đó. Đúng rồi, thì cô riêng lần nào lúc nào cũng cảm ơn hết trơn. Mình bằng cái đây thì cũng nhờ Mạnh Thường Quân với các nhà hảo tâm người ta ủng hộ, chứ còn nói chung là mấy cô cũng lớn tuổi thì mấy cô đâu có tiền mà mình, như mình vừa xuất công mà mình xuất tiền nữa, mấy cô đâu có làm gì ra tiền đâu. Thì cũng như lâu lâu nói chung là nhà mình có chút cơm chút cua thì mình cũng ủng hộ cho lần 500 ví dụ vậy. Dạ, thời điểm này là chuẩn bị là bắt tôm rồi nè. Thì năm nay nhà cô trúng hay như thế nào ạ? Nhà cô thì chưa trúng, năm nay chưa trúng. Dạ. Còn phải hai cô kia nữa đi. Dạ. Cô ơi, cô tham gia công việc này được lâu chưa cô? Hơn 5 mấy chút á. Hơn 2 năm. Như vậy thì suất cơm nhân ái của ở xã Đông Hưng B mình đã duy trì được bao nhiêu năm rồi hả cô? Có 2 năm mấy gì đây hả? Dạ, là cô là ngay từ đầu, ngay từ thời gian đầu là cô tham gia luôn. Lần đầu ba đi tham gia luôn tới giờ. Dạ. Bắt đầu mỗi lần mình nấu như vậy, như ngày hôm nay là cô thức dậy từ lúc mấy giờ ạ? 3 giờ thì 4 giờ. Dạ. 3 giờ từ đi đậu cô lỗ tới 2 cái mấy số lần mà 2 cái số lần. Rồi nhà cô ở đâu ạ? Ở nhà cả bác mà. Rồi cô đi bộ vô đây. Đi bộ vô. Ba người đi bộ vô vậy đó. Dạ. Còn những cái thực phẩm này là mình mua hồi nào ạ? Ngày hôm qua con người này thì mới. Mấy cái kia mình mua qua. Dạ. Mới dạ. Tức là mà mình đã bắt đầu từ ngày hôm qua rồi phải không ạ? Ờ, bắt đầu từ ngày hôm qua. Mà bắt đầu ngày qua. Hôm nay là chị mình đi tập hợp lại mình nấu ở đây thôi. Dạ. Hồi đó cho đồ chay, có chiếc này mình cô mặn đồ mặn cô cho. Nhưng mà mình cho đồ mặn thì cái chi phí nó nhiều hơn đồ chay. Đúng rồi. Sau rồi chị. Đồ mặn cũng như cái kia đó là một hộp cơm là cô tính cỡ 5.000 vừa hết tất cả chi phí. Dạ. Vừa hộp vừa đồ này kia hết trơn là cỡ 5.000. Rồi cái này á thì cái này là phải nhiều hơn. Cái nhiều hơn. Thịt trứng rồi tôm đồ này kia cô mà đủ dinh dưỡng lắm lắm. Dạ. Lát nữa quay hộp cơm lên coi con thấy là con thấy hấp dẫn lắm. Con là con thấy nấu này giờ là con hấp dẫn, tới một lát nữa có thể cho con xin một phần cơm sáng rồi không? Dạ cô ơi, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô 65. 65. Rồi thường ngày thì ở nhà mình có làm gì không cô? Ở nhà cũng làm lặt vặt xong rồi ngay, cũng không có làm gì đi nổi già rồi. Dạ. Hôm nay là sáng con thức từ mấy giờ hả cô? Hồi 4 giờ rồi đậu vô đây.
4 giờ lộ vô đây là nhà cô ở đâu ạ? Ở ngoài Vàm. Ở ngoài Vàm. Tức là tất cả mọi người đều ở xa nơi này. Ở xa đây cho hướng dẫn là ngoài Vàm thôi. Dạ. Cái này là mình sẽ nấu gì con ha? Cái này hột vịt lát nữa mình chiên làm mình bỏ vô hộp cơm này cho mấy em này với thịt đó. Dạ. Đầy đủ chất dinh dưỡng ha. Còn này là gạo là bắt đầu mình chuẩn bị mình nấu ha cô. Gạo đó là cô lát bỏ vô thịt mua sau đó. Dạ. Thường mỗi lần mình làm như vậy thì có bao nhiêu chị em đến phụ mình hả cô? Chị em thì phải biết chưa chừng, có khi mấy người trong kia ra nó được 6-7 người. Còn đúng là gia chánh là có 3 người đó. Dạ. Đây, xin giới thiệu 3 diễn viên chánh ngày hôm nay. Gia chánh là có nhiêu đó thôi. Từ ngày qua cũng 3 người, mà bữa nay cũng 3 người. Dạ. Đây là một lát giống như có bà phụ huynh rồi đó. Người ta cũng thấy cái chủ nghĩa người ta biết. Dạ. Người thì người ta cũng dẫn chứng, chứ người ta cũng không. Cô ơi, mình có cái kế hoạch cụ thể mình nấu những cái suất cơm này dành cho học sinh không cô? Làm sao con? Tức là mình có cái kế hoạch cụ thể một tháng bao nhiêu lần? Một tháng nấu 2 lần. Một tháng nấu 2 lần. Học sinh ở trường tiểu học Danh Coi thường là người là dân tộc hay là người Việt mình hả cô? Người Việt dân tộc ít. Dạ. Hello. Dạ. Dạ. Em bị gì cô hả? Dạ. Nhưng mà rất là siêng năng làm việc hả cô? Ừ, đó vậy đó. Thấy gì cũng làm hết. Không biết gì sai đi tiệm đi. Đâu này đâu kìa. Dạ. Ủa ngoại lấy cái đó về làm gì ngoại? À, à đó là ngoại đến đây hồi giờ ngoại dẹp tiếp mọi người. Ôi ngoại ơi, ngoại bao nhiêu tuổi rồi? 69 hả? Nhà ngoại ở đâu? Dạ. Ông bán le le hả? Vợ của ông. Con cũng không biết ông bán le le lộn nào luôn. Tức là một lát nữa mới phụ phải không? Ừ, vô chị xui. Đang cần người gấp. À đến tức là ngoại đến đây là ngoại phụ là rửa bát. Ồ. Oh. Xào với đậu que hả con? Ôi trứng nó bị khét rồi. Có sao không? Có sao đâu, chút nữa con bỏ. Dạ. Rửa cái chảo đi cho em, cái chảo đi chị. Chị Ba. Cái đẹp quá, hơi trễ nha. Tại sáng con đi học. Đưa con đi học nè. Thường là mình sẽ phát cho các em vào lúc mấy giờ hả cô? Ừ, phải ra chơi đó, phải 9 giờ. 9 giờ ra chơi, các em ăn xong là em vô học tiếp. Quay là mệt không cô? Cũng mệt. Cũng mệt nhưng mà quen rồi phải không? Ừ.
mỗi lần mà phát cơm cho mấy em á, cô có cảm xúc gì không? Có cảm thấy vui không? Vui. Thấy vui không? Vui. Mấy mình phát cơm cho học sinh rồi cho ăn thì mình thấy vui. Cô ấy ngày mấy thì mình cũng biết ông Hoàng cô? Ngày 16 tháng 3 âm lịch là sắp tới đây còn 11 ngày nữa phải không cô? Thường là bà con nơi đây họ đến họ cúng hả cô? Thì cũng như ai mà các anh tức tưởng có thì nói chung là ngày cũng không gần, có sớm mình ở đây thì đều đều mình ở đây hoặc là ở xa nữa có cũng hay cũng vậy. Dạ. Thường mình có những cái hoạch cúng như thế nào á? Cũng như bữa gầm thì các cô cúng chay. Dạ. Còn bữa mười sáu thì hồi đó giờ ở đây làm có thường lệ rồi hồi đời hồi đó tới giờ là hồi chưa có mấy cô lận đận cúng ông hoàng là ngay ngày 16 là ngay bữa 16 là phải cúng mặn, cúng thôi cho bên gia của ông là một con heo. Dạ. Còn bữa gầm thì mình cúng chay, mình nấu chè nấu sôi rồi mình cúng cơm chay. Dạ. Năm nào 16 cũng nấu cũng vài chục năm, từ 20 năm trở lên. Dạ. Không người tham gia không cô ha? Đông đông. Đấy đó chị Xuân. Đây cô đã về. Cô đã về, cô đã quay trở lại và cô đem cái gì đây ạ? Cái đó là... Cái này là của gia đình đúng không? Tức là hôm nay là có tép luôn. Hôm nay thức ăn là hoành tráng luôn. Cái này lần thứ tiên hay lần thứ mấy mình nấu sức cơm mặn này cô? Cái này là mới lần đầu tiên. Lần đầu tiên. Vậy hôm nay là miền thứ 11 và có một sự may mắn hơi nhẹ là bởi vì hôm nay là đồ ăn mặn và nhìn rất là thơm ngon hấp dẫn. Hả? Đâu đây đi xuống phụ mấy bà nấu cơm phải không? Phải không? Hả? Ra, tụi con ra chơi chưa? Có một thằng Quân. Chúc mừng cô. Mình lại có thêm một khoản chi phí nhỏ cho sức ăn nhân ái tạ Đông Hưng B. Tỏi với ớt là mình ướp cái gì hả cô? Xào và làm ớt hành để làm bún cuốn xào. Làm bún xào. Cho mấy người tại chợ. Tức là mình đi ăn phải không? Đi ăn những nhà hảo tâm đúng không? Để giúp mình đúng không? À. Ăn một cái suất cơm dành cho học sinh ngày hôm nay để cảm nhận một cách rõ nét hơn phải không cô? À. Dạ. Còn tép này mình làm gì cô ha? Tép này mình rang mặn nè cô. À, rang mình rang mặn đặng mà mình làm cơm mà cho nè. Đấy này em thấy chị rửa nước muối phải không? Rửa nước muối rồi dạ. Rửa sạch lại rồi để ráo mình mới ướp. Tức là mình làm cho trẻ làm em cho nên là vệ sinh an toàn thực phẩm phải đảm bảo phải không? Như vậy thì học sinh nó ăn nó cũng sẽ thích hơn và nó sức đảm bảo hơn chứ ăn xong mà bị bệnh mà ăn xong mà chạy vô toilet là xong luôn khỏi học. Ở đây mà gì bún này ăn quá hết trơn á. Dạ, bún đó là mình rửa trước, mình trụng nước sôi trước hết á con. Dạ. Thà thà đâu là mình bóp ra rồi. Rất là vệ sinh an toàn thực phẩm nha mọi người, bao tay chuẩn bị mọi lúc mọi nơi. Người ta còn bịch khẩu trang đồ lợi hết nhưng mình bắt đồ ăn vô hộp rồi chứ không phải yeah. Vô nó bao tay khẩu trang rồi đó chứ đâu bây giờ mình thở nổi bao nổi mình quá dạ không không cần bỏ dầu đâu mày ơi lỡ bỏ rồi thì bỏ đi mấy lớp còn lại đó. Ai đó? Con của cô. Con của cô hả? Điện mà không có. Rất là ngon luôn. Ngon quá rồi con ơi. Ngon quá. Cái nào không ngon? Ghê không ra. Chị ơi. Hôm nay chị xuống phụ mấy cô ạ?
Là chị quê là chị tên gì và ở đâu ạ? Dạ. Trên đường Tắc hả? À, chị biết đến suất cơm Nhân Ái này lâu chưa? Cái này tháng 3. Dạ. Nhìn ngon không? Có ngon không con trai? Có thích không? Hả? Có thích không? Sao không thích? Ăn cơm ngon mà không thích gì? Hả? Cay hả? Rồi, hiểu rồi nha, cay nha. Rồi sao? Ngon không con trai? Ngon hả? Con có thích không? Có cay không? À, tại vì con không độ nước mắm. Con có ăn cay được không? Được đúng không? Nước mắm cay đó con ăn được không? Được đúng không? Ai mà không ăn cay được thì đừng có đổ nước mắm vô nha. Dạ, ăn cay được. Ăn cay được không? Dạ, được. Rồi hôm nay thấy cơm ngon không? Ngon. Ngon. Ăn cay được. Ăn cay được không? Dạ. Rồi con ăn đi. Rồi. Tụi con chơi cái gì đây? Bắn bi hả? Rồi ăn cơm chưa? Con chừa lại cho em hả? Dạ, con ăn hộp đó. Ăn hộp đó hả? Dạ. Cô ơi, tình hình là một số em ăn cay không có được. Cho nên là mấy em đổ nước mắm vô xong mấy em ăn không được. Cho nên là chắc là mình phải làm nước mắm nó bớt cay lại. Nhưng một số em không ăn được á.